ông mà staff này có, staff này đã làm ở cái chỗ đó, những người nhân viên ở hay chỗ đó họ đã có cái lỗi sai nào Ngọc? Cái câu 31 C đó là họ sao? Với nhà báo, đúng không? Rồi thì câu đó rõ ràng chỗ đó luôn, bên này luôn đúng không? Cái đầu tiên, câu đầu tiên câu này luôn là new climate researcher, họ đã avoided the media and the public, đúng rồi. Câu này cũng dễ hả? Được từ nãy giờ được cái câu 32 với câu 34 là dễ thôi đó. Rồi câu 33, Ngọc. Mọi người, những người mà họ challenge cái evidence của climate change thì họ general như thế nào? Họ chọn câu C là làm cho cái criticism, cái mà justify, biện minh à? Làm một số cái phán xét hay một số cái đánh giá chê gì đó mà cái mà được người ta biện minh. Rồi những người mà thách thức cái bằng chứng của thay đổi khí hậu thì họ chê bơ những cái mà đã được biện minh. Ngọc nhìn cái đoạn số 4 đó Ngọc. Nhìn cái đoạn số 4 của cái trò hồi nãy đó Ngọc. Con coi cái đoạn số 4 đó. Hả? Sao con? Đoạn 4 trang 71 á. Đoạn 4 trang 71 á. Mấy người mà người ta thách thức cái bằng chứng của thay đổi khí hậu á thì nhìn chung á là họ chê bai những cái mà đã biện minh. Chú Lan nó có một cái chữ mà giúp cô tìm được cái bài này, chỉ có một chữ duy nhất thôi, đố mấy đứa là chữ gì? Đúng rồi, prejudice là định kiến á, là cái chữ đó là cái nghĩa là định kiến á mấy đứa, là kiểu sao hè, kiểu khi mình đặt vô cái đoạn văn đó nó có cái cảm giác là sao hả, kiểu là họ dù có lỗi hay không có lỗi thì public họ đã có định kiến trong đầu của họ rồi đó. Thì đây chính là cái sao, đây chính là cảm giác sao này, là dù đã biện minh rồi đúng không, nhưng mà họ vẫn có, vẫn làm những cái crisis, dù đã biện minh rồi họ vẫn crisis, dù có biện minh rồi nhưng mà họ vẫn phán xét, họ đánh giá vậy đó. Đó, thì cái chữ định kiến này là chữ giải quyết. Là người ta nói là nó thì quan trọng để mà bạn có thể giải quyết 40 cái đánh những cái đánh giá đó. Và điều đó có nghĩa rằng á là cái sự nhượng bộ đến với những cái tranh luận và không cần thiết, không được tìm tới này nè, cái mà sẽ dựa vào cái định kiến hơn là evidence. Có nghĩa là họ không quan tâm bạn có bằng chứng hay không, nhưng mà họ đã có định kiến với bạn rồi, đã không thích bạn rồi, thì bạn có làm đi chăng nữa thì họ vẫn crisis bạn. Nên là nội dung của cái đó. Nói chung là mấy đứa đã thấy ghét cái con bé đó rồi, là nó làm cái gì cũng thấy ghét đó, kiểu vậy đó. Rồi câu 36. Từ trời xí cô nhắn cho thầy phía này, cái đó nhé. Rồi kìa, câu tiếp theo đi kìa, câu 36 nữa kìa. Câu 36 là cái chữ marathon đó, ý nó nói là gì? Là một cái marathon. Nghĩa là sao nè?
Mình hiểu sao sao nghĩ là sao hả? Winning back public confidence là marathon nghĩa là sao hả? Kiểu bạn thắng lợi được cái sự tự tin quay trở về của công chúng nghĩa là sao? Tức là khi mà bạn lấy lại được cái niềm tin của công chúng thì đó là một cái sự gì? Marathon. Marathon là cuộc thi chạy đúng không mấy đứa? Mấy đứa thấy cuộc thi chạy như thế nào? Bạn không thể thắng nếu mà bạn không có chạy lên phía trước. Nghĩa là sao? Là D đây. Là cái này. Là cái thời gian mà nó có thể là sẽ mất để cho các nhà khoa học thắng. Sự là từ tự tin có nghĩa là nó cần một cái khoảng thời gian, tức là khi mình chạy ra marathon thì mình sẽ chạy bao nhiêu km đó, bao nhiêu giờ đó, thì họ nói là bạn cần phải nỗ lực, bởi vì khi chạy marathon thì mình cần phải có dưỡng sức đúng không, thì mình mới chạy được. Thì ý họ nói họ ví cái việc mà giành lại được cái niềm tin của công chúng nó giống như cái cuộc chạy marathon vậy. Thứ nhất là bạn phải dành thời gian và sức lực ra để bạn chạy, và đó là một cái cuộc đua như thế nào, trường kỳ. Bạn chạy lâu không, ít nhất bạn phải chạy 1 tiếng 2 tiếng đủ nó mới gọi là chạy marathon chứ đúng không. Đó là cái kiểu của họ như vậy đó. Rồi tiếp qua bên này 37 như nào. Vào năm đó các nhà khoa học ở chỗ này họ đã presented cái thông tin không chính xác và họ conceal một số cái gì đó mà có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái danh tiếng của họ. Đáp án là họ chọn là statistics. Statistics là gì thưa hè? À như hè. Statistics là gì như hè? Bây giờ kiếm cái đoạn năm 2009 nữa nữa. Bây giờ nó quay ngược lại lên trên này rồi hả? Như statistics là gì như? Số liệu thông tin mang tính thông tin số liệu đồ đúng không? Rồi theo anh chị đi coi. Là một số cái gì đó, một số thông tin số liệu gì đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sự nổi tiếng của họ, đến danh tiếng của họ chỗ nào hả? Dễ mà. Chỗ năm 2009 đó. Hả? Ông nói gì? Bạn nói câu đầu tiên, đoạn đầu tiên luôn. Năm 2009 á. Thì bây giờ nó nói năm 2009 thì mình kiếm cái chữ số 2009 hơn như nè. Thì cái đoạn đầu tiên luôn á Như. Hả? Nói vào năm 2009 là sao? Một số các thông tin được public ra thì nó bị sao cả lớp? Nó inaccurate, là nó không có chính xác. Đấy chưa? Rồi.